Rồi chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ xóa toàn bộ cái số điện thoại trong danh bạ ở trên chiếc điện thoại iPhone của chúng ta một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Làm sao để chúng ta có thể giảm tối thiểu những cái thao tác không cần thiết ở trên chiếc điện thoại iPhone. Thì nó sẽ có rất nhiều những cái cách để giúp chúng ta có thể xóa được những cái số điện thoại ở trong danh bạ trên điện thoại iPhone. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tất cả những cái cách trên nha. Rồi thì đầu tiên thì các bạn có thể là truy cập vào cái danh bạ ở trên chiếc điện thoại iPhone. Thì cái thao tác này thì mình tin chắc rằng là tất cả mọi người ai sử dụng iPhone thì cũng đều biết cái thao tác đó là xóa cái số điện thoại ở trong danh bạ trên chiếc điện thoại iPhone. Ví dụ ở đây thì mình sẽ xóa bất kỳ một cái số nào nha. Đây mình sẽ xóa một cái số này đó, mình sẽ xóa cái số điện thoại này. Đây mình sẽ xóa một cái số điện thoại này nha. Thì khi mà các bạn muốn xóa cái số điện thoại nào thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái phần sữa ở trên điện thoại như này, sau đó các bạn sẽ kéo hết xuống. Ở đây nó có một cái mục là xóa liên hệ và các bạn nhấn vào, sau đó các bạn chọn cái thao tác là xóa liên hệ thì ngay tức cái số điện thoại này nó sẽ xóa ở trên danh bạ trong chiếc điện thoại iPhone của chúng ta. Tuy nhiên thì iPhone nó lại không cho phép chúng ta có thể xóa toàn bộ những cái số điện thoại có trên trong danh bạ như này, và các bạn bắt buộc phải xóa thủ công bằng tay. Trong trường hợp là danh bạ chúng ta nó có rất nhiều số điện thoại, ví dụ trong trường hợp này thì danh bạ của mình chỉ có là 217 liên hệ thôi. Ở trong trường hợp là các bạn có rất nhiều bạn bè và đối tác thì các bạn danh bạ các bạn có thể lên đến 500 thậm chí là 1.000 số điện thoại. Thì như vậy thì nếu mà chúng ta xóa thủ công từng số một thì nó sẽ rất là mất nhiều thời gian và hầu như là chúng ta sẽ không thể thực hiện được bằng cái cách đó. Ở cái cách thứ hai là nếu như các bạn lưu cái số điện thoại này ở trong SIM của các bạn thì khi mà chúng ta tháo cái phần SIM ra thì toàn bộ những cái số điện thoại trong danh bạ nó sẽ được xóa khỏi máy và chúng ta không cần phải làm bất kỳ một cái thao tác nào. Tiếp theo thì ở trên điện thoại iPhone thì chúng ta có thêm một cái thao tác nữa là chúng ta hay lưu số điện thoại vào cái tài khoản iCloud ở trên điện thoại iPhone. Thì các bạn sẽ truy cập vào cái mục cài đặt ở trong điện thoại iPhone, sau đó chúng ta sẽ truy cập vào cái tài khoản iCloud. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là iCloud như này. Đó. Thì đây nó sẽ có một cái mục là danh bạ thì các bạn thấy là nó sẽ đang bật lên. Và nếu các bạn muốn xóa cái danh bạ mà đã lưu trong cái tài khoản iCloud ở trên điện thoại iPhone thì các bạn sẽ cần tắt cái tích xanh này đi. Thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái hai cái tùy chọn. Thứ nhất là chúng ta sẽ lưu những cái số điện thoại này lên trên iPhone. Đây, cái dòng màu xanh như này là lưu trên iPhone của tôi. Có nghĩa là chúng ta đang lưu cái danh bạ lên trên cái tài khoản iCloud. Thì nếu mà chúng ta tắt cái danh bạ này đi thì chúng ta bắt buộc phải có hai cái lựa chọn. Thứ nhất là chúng ta có thể lưu cái số điện thoại này lên trên điện thoại iPhone bằng cái bộ nhớ trong của máy, và cái thứ hai là chúng ta có thể xóa khỏi iPhone này bằng cách là chúng ta nhấn vào cái nút đỏ này thì nó sẽ xóa toàn bộ cái danh bạ mà các bạn đã lưu trong cái tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone ra khỏi danh bạ nha. Đó. Thì ở đây thì mình sẽ không xóa, cho nên là mình chỉ hướng dẫn thôi, mình sẽ tạm thời là không kích hoạt cái tính năng này. Tiếp theo thì các bạn có thể làm thêm một cái thao tác nữa để giúp chúng ta có thể xóa toàn bộ cái số điện thoại ở trên điện thoại iPhone bằng cách là chúng ta sẽ truy cập vào cửa hàng App Store như này, và các bạn tìm cho mình một cái ứng dụng có tên là Group và nó có chữ S đằng sau như này. Các bạn sẽ tìm và tải cho mình cái ứng dụng này, và các bạn lưu ý là cái từ Group tức là nhóm và nó sẽ có thêm cái từ S đằng sau nha. Sau đó thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng này lên, thì sau khi mà cái mở ứng dụng này lên thì nó cũng sẽ cho phép chúng ta là truy cập vào tất cả những cái số điện thoại ở đây đó. Thì đây nó sẽ cho phép chúng ta là nó phân loại ra là số điện thoại trong gia đình này, bạn bè này, hàng xóm, đồng nghiệp, và nếu mà các bạn muốn chọn vào tất cả thì các bạn nhấn vào đây tất cả các số điện thoại thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái số điện thoại có ở trong cái danh bạ của chúng ta ở trên điện thoại iPhone. Và nếu mà các bạn muốn xóa số điện thoại nào thì các bạn chỉ cần nhấn vào đây, các bạn chỉ cần tích vào đây, sau đó các bạn chọn vào cái hành động đây, các bạn sẽ nhấn vào cái phần là xóa liên hệ, và sau đó thì các bạn sẽ xóa cái số điện thoại này một cách là chúng ta sẽ nhấn vào đây, như vậy nó sẽ xóa thành công. Và trong trường hợp là chúng ta muốn xóa tất cả những cái số điện thoại trong danh bạ có trên điện thoại iPhone thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần chọn tất cả này, và các bạn cũng chọn vào cái phần là chọn hành động, và các bạn nhấn vào cái phần là xóa liên hệ như này đó. Như vậy là nó sẽ xóa toàn bộ những cái số điện thoại có trên điện thoại iPhone của chúng ta ở trong danh bạ. Rồi, và như vậy là trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn những cái cách để giúp các bạn xóa toàn bộ các số điện thoại ở trong danh bạ trên điện thoại iPhone của chúng ta một cách nhanh nhất và chính xác nhất, nhằm làm sao rút gọn thời gian khi làm những cái thao tác của chúng ta trên điện thoại của mình. Và video của mình thì xin kết thúc.